Một bà mẹ trẻ đã tự lập ra tủ sữa miễn phí nhằm kêu gọi những người mẹ bỉm sữa có nguồn sữa dư thừa giúp đỡ những em bé gặp hoàn cảnh khó khăn, éo le có được những giọt sữa mẹ mát lành, đầy đủ dinh dưỡng. Chủ nhân của tủ sữa mẹ miễn phí ấy là chị Lê Huyền Trang, 29 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chị là một người đã từng chứng kiến nhiều người mẹ bị rơi vào hoàn cảnh éo le, không thể đủ sữa hoặc không có nguồn sữa trong lành để cho con bú. Từ đó, chị Trang lên ý tưởng thành lập tủ sữa mẹ miễn phí với mong muốn làm cầu nối giúp các những giọt sữa của những bà mẹ dư thừa trao tặng lại cho các bé khi người mẹ gặp hoàn cảnh khó khăn, éo le do người mẹ bị bệnh hoặc ít sữa cho con bú. Chị Trang đã mày mò một năm để tìm hiểu về sữa mẹ cũng như cách thức trữ đông sau khi các mẹ vắt sữa. Để kiểm soát được nguồn sữa sạch, chị phải nhờ các bác sĩ tư vấn. Theo chị Trang, trong thời gian mang thai và sinh nở, các mẹ đều phải trải qua quá trình xét nghiệm máu ít nhất 3 lần. Nếu mẹ bị lây nhiễm qua đường sữa thì các bác sĩ sẽ khuyên mẹ không cho bé bú. Do đó, tôi rất yên tâm khi lập ra tủ sữa mẹ miễn phí. Ngoài ra, cách bảo quản và trữ đông cũng là một khâu quan trọng. Chị cho biết, những người mẹ gọi đến để trao tặng những giọt sữa dư thừa của mình luôn được tôi tư vấn cụ thể về cách hút sữa cũng như đảm bảo sữa được an toàn nhất. Vì vậy, nguồn sữa mẹ tại tủ sữa miễn phí này luôn được bảo đảm an toàn. Có thể nói, tủ sữa miễn phí chính là cầu nối tuyệt vời mang lại niềm hạnh phúc cho cả người cho và người nhận. Hiện tại, mỗi ngày chị Trang được rất nhiều bà mẹ trong thành phố Hồ Chí Minh gọi đến tặng sữa. Chị đều ghi lại địa chỉ và sau đó nhờ nhân viên của công ty mình đến lấy về và bảo quản trữ đông trong tủ lạnh. Dù mới đi vào hoạt động nhưng đã có rất nhiều gia đình tìm đến tủ sữa miễn phí này. Trung bình mỗi ngày chị Trang trao 5 đến 6 lít sữa mẹ. Nhiều ông bố và mẹ đã tìm đến đây với niềm hạnh phúc vỡ hòa khi nhận được những túi sữa mẹ từ tủ sữa miễn phí của chị Trang. Tủ sữa miễn phí của chị Trang ở tại số 548 Cộng Hòa, phường 13, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nơi kết nối tình yêu thương của các bà mẹ qua từng giọt sữa mẹ ngọt ngào, ấm áp, đầy dinh dưỡng để hành trình làm mẹ là tuyệt vời nhất. Như câu slogan của chị Trang hướng gửi gắm,